Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Dân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Chào Dân. Dạ em xin chào anh Tấn, em xin kính chào quý cô chú anh chị trên toàn quốc nha. Hôm nay em có một số phôi mai dở Tân Châu hoa từ 8 đến 12 cánh giao lưu với quý cô chú và anh chị. Mong quý cô chú anh chị xem video ủng hộ tiếp cho em ha. Em ở xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0857703620 ha. Đó cũng là số Zalo của em. Tất cả các cây hôm nay thì em bao cái ship toàn quốc ha. Để tiếp nối cái clip thì em giao lưu cây mã số 51 nha. Mã số đầu của clip là mã nó số 51. Dạ. Rồi, chiều cao nó luôn em. Dạ, chiều cao là 75 quý vị. Rồi, CC. Đó, đợt này như anh thấy bự hơn những đợt trước ha. Dạ. Cũng có bự có nhỏ anh Tướng ơi. Rồi, hoành em nó khó đò dữ rồi nha. Nó tuốt ngoài đây luôn quý vị. Rồi, đợ ngược thước rồi đó. Cái gì nó xe rồi. Rồi. Đo hoành có quá. Cái vụ gì trời. Cái gì trời, đo hoài không có hoành em. Đo ngoài đó đó. 16 hoành nha quý vị. Ngoài là 16 rồi. Xe xe luôn. Một củ đế nơm đẹp quá vậy. Đó quý vị, cái củ cái hoành thì bự lắm mà đo không được. Đo chỉnh ngoài. Rồi, cái dạ, này giao lưu. Dạ, cái mã số 51 em giao lưu giá 1,5 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, cái tiếp là cây số 52. Rồi, 52. Chiều cao là 30 nha quý vị. Rồi. Rồi, hoành em nói luôn ha. Em đo rồi em cứ báo. Dạ, 16 hoành quý vị. Rồi, xe xe luôn. Cái này cũng nở quý vị. Bao quý vị về đo lại quý vị. Dạ, mã số 52 này 900.000 quý vị. Rồi, 900.000. Rồi, xuống cây. Dạ, kế tiếp là cây số 53. Rồi, 53, cao. Chiều cao là 70 quý vị. Rồi, xe xe luôn. Rồi, vô hoành luôn. Cái này có, này quái. Này thấy thân quái quái ha. Thân nó dặn sắn vậy đúng không vậy? Dặn sắn đâu tùm lum la gì đây. Dạ, 20 hoành quý vị. Rồi. Cây này lạ lạ vậy. Dặn sắn nó có u nần quý vị. Ngừng dân. Cây này lạ quý vị. Lạ vậy nè. Rồi, cây này giao lưu như thế. Dạ, mã số 53 này em giao lưu giá 1 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây. Quý vị thấy đây cây độc lạ quý vị, vô chốt cây vừa rồi nha quý vị. Rồi mã số 50. Dạ, tới tiếp 54 nha quý vị. 54 ha. Rồi cao luôn. Dạ, chiều cao là 90. Rồi, xe xe luôn. Rồi, vô hoành luôn ha. Cái này độ lớn nó đang lớn, nó bung nhỏ nè quý vị. Dạ. Đang độ phát triển. Dạ 19 hoành quý vị. Rồi. Đến nơm luôn quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ mã số 54 em giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. Dạ, cây số 55 luôn quý vị. Rồi, 55 này tay cành bẻ đẹp quá ha. Dạ. Chiều cao là 95. Rồi. Cây này có nụ mình chơi Tết được nè quý vị. Cái nụ hoa này lại xem coi nó cái nụ nó quý vị. Nụ to vậy. Trời đất ơi, cái nụ. U u luôn quý vị. To luôn. Đây nè, hết sức luôn ha. Tròn vo. Dài bên đây cũng vậy. Nó thưa nhưng mà nụ là chất lượng, hết sức. Bự luôn. Dạ 14 hoành quý vị. 14 ha. Đó. Xem đế luôn ha. Đế cũng đủ đó quý vị, đế chồm, đế chịu, đế chống thì có đủ ha. Dạ, mã số 55 này em giá ông lưu giá 1 triệu quý vị. Rồi, 1 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây 56 luôn. Rồi, giờ xuống tới mini, đủ cỡ luôn, dạ, bự có nhỏ có luôn. 56 nha quý vị. Dạ, chiều cao 28. Rồi, cây là so luôn. Dạ. Hoành cứ báo. Dạ 11 hoành quý vị. Rồi. Giao luôn như đêm. Dạ cái mã số 56 này 400 nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, kế tiếp là cây 57. Đó. Dạ chiều cao là 38. Rồi nhanh phóng luôn, cành phóng luôn.
Rồi vô quanh luôn ha. Dạ. Ở đây 17 quanh quý vị. Rồi, xe xe. Cái này cũng nở nha quý vị. Rồi, dạ, mã số 57 này em vô lưu giá 900 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, cái tiếp là cây 58. 58. Chiều cao là 80. Rồi. Cái này đế quá nha quý vị. Rồi, quanh em nói luôn, quanh ngang đó là bao nhiêu? 16 quanh. Rồi, chính xác. Xem cho kỹ những bộ đế nó này nha quý vị. Đế quái quý vị. Dạ, mã số 58 này giao lưu giá 700 quý vị. Rồi, 700. À, rồi, xuống cây. Cái này nó bị lũa không xử lý. Rồi, số này là 50. Dạ, 59 quý vị. Ha. Rồi, chiều cao 50. Rồi, xe xe. Dạ, cái này nó có lũa trên thân này quý vị. Trên thân ha. Dạ. Rồi, cái này 16 quành quý vị. Rồi, xe xe luôn. Rồi, mã số 60 nè. Ủa, mã số 59. Mã số 59 này em giao lưu 400 quý vị. Rồi, 59 400 ngàn. Rồi, xuống cây. Cái tiếp là 60. 60. Dạ, chiều cao là 40. Rồi. Rồi, vô quành luôn ha. 15 quành quý vị. Đế quý vị. Dán nó nằm nằm vậy ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cây mã số 60 này em giao lưu giá 600 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, cái tiếp là 61. 61. Dạ, chiều cao là 70 nha quý vị. Rồi. Rồi, giao quanh luôn ha. Dạ, 16 quanh. Rồi, chính xác. Dạ, cái mã số 61. Dạ, mã số 61 em giao lưu 400 ngàn nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, kế tiếp là 62. Cây số 62 chiều cao là 65. Rồi, vô hoành em nói luôn. 14 hoành nha quý vị. Rồi, chính xác. Dạ, mã số 62 này giá 400 luôn quý vị. Rồi, xuống cây. Dạ, cái tiếp là cây số 63. Rồi, 63, cao. Dạ, chiều cao là 80. Rồi, xe xây. Cái này cũng đế nở quý vị ơi. Rồi, vô hoành luôn ha. Dạ, 16 hoành. Rồi, xe xây luôn. Lấy cái bài khác đọc đi. Dạ, mã số 63 này giá 600 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 64. Dạ, chiều cao 50 quý vị. Rồi, vô quành luôn ha. 19 quành. Rồi, xe xây. Dạ, mã số 64 em giao luôn giá 600 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Dạ, cái tiếp là cây số 65. Rồi, cao luôn. Dạ, chiều cao là 1m1 quý vị. Rồi, xoay xoay. Cái này có nụ chơi tết không em? Dạ, cái này nụ nhiều quý vị. Có thể chơi tết được nha quý vị. Đây mình em xoay xoay ra cho quý vị xem cái ngừng đây cái ha. Đây cũng có số nụ nè. Nụ to to không ha nhưng quý vị. Đó, dài dài bên... đây cũng vậy ha, nó to tròn ha. Ít. Nụ thưa nhưng mà nụ to nha quý vị. Bông của nó là dạ, 8 đến 12 cánh, 12 cánh đó quý vị. Dạ này giỏ thân châu này 8 tới 12 cánh hoa đẹp nha quý vị. 19 quanh quý vị. Rồi 19. Này đến nhiều quý vị khỏi cần đẹp luôn nha quý vị. Dạ em thấy mặt bông này đẹp quý vị. Dạ cái mã số 65 này em giao lưu giá 1,7 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Dạ, kế tiếp là cây số 66. Rồi, 66. Cây số 66 chiều cao 80. Rồi, vô hoành luôn.
17 hoành quý vị. Rồi. Cái này cũng đế đẹp luôn quý vị. Đế quái luôn ha. Dạ giá 1,2 triệu quý vị. Rồi xuống cây. Cái tiếp là cây 67 nha quý vị. Rồi cũng mai tàn luôn ha. Dạ cái này cũng có nụ mình chơi Tết được quý vị. Cái này có chiều cao 1m1 quý vị. Rồi ngang của nó chắc khoảng nhiêu em? Dạ tán ngang 1m2 quý vị ạ. Rồi. Xương đều quá ha. Dạ, dạng xương đều. Cây này cũng dảo Tân Châu quý vị, nguyên cái lô này là dảo Tân Châu hết quý vị. Rồi. Rồi mình xuống cái quà em nó ha. Cây này lắc nhẹ. Dạ 21 hoành quý vị. Rồi, chính xác. Rồi đế quý vị ơi. Đế nơm cũng nở luôn quý vị. Rất là đẹp ha, cây trực lắc luôn quý vị. Dạ cây 67 em giao lưu giá 1,7 triệu luôn quý vị. Rồi, xuống cây. Dạ, kế tiếp là cây số 68. 68. Giá 1,3 luôn quý vị. Cũng uống lạ dữ ta. Cây này có chiều cao là 1,3 m quý vị. Rồi, xe xe luôn. Cái cành rất là đều quý vị. Tay cành quá xá luôn. Một nồi đế luôn quý vị. Biết bao nhiêu cái lượng cái lắc nữa. Quá xá ha. Mà nó ở dưới nó đây lạ lắm quý vị. Giống như lịch sĩ vậy đó quý vị ơi. Nên đang bể da rồi quý vị, không có sao hết nha. Nè, rồi, đó là nhựa đặt đây đầy đầy rồi. Không có sao quý vị, không có bị gì hết. Rồi, quanh luôn ha. Dạ. Hai mươi hoành quý vị. Rồi. Dạ. Cuộn cuộn lạ nha. Cái này quái vậy. Lạ mắt. Dạ, mã số 68 em giao lưu giá 1,9 triệu nha quý vị. Rồi, có 1,9 triệu được cái mai lạ luôn. À, rồi xuống cây, rất là lạ mắt ha. Độc lạ luôn. Dạ, cái tiếp là cây 69. Cây 69 này có chiều cao là 70. Rồi. Được cái vòng tròn như đây. Dạ. Quanh thân nhiêu đây? Quanh thân 18 nha quý vị. 18. Cũng nở luôn quý vị. Đế nơm cũng nở ha. Rồi cây số 69 này giá 900 luôn quý vị. Rồi xuống cây. Rồi 70. Dạ kế tiếp cây 70. Chiều cao là 58. Rất lượng quý vị. Rồi quanh nó luôn. Trong đâu ngoài đây đi quý vị. Đâu ngoài đi ha. Dạ. Ngoài cho dễ đâu. 14 hoành. Rồi. Tại trong đây có mấy cái nhánh con. Trong đây bự rồi. Dạ, cái đế quái như quý vị. Để nó nằm dài vậy đó quý vị. Dạ, mã số 70 giao luôn giá 700 quý vị. Đế nhịn đuôi giống đuôi cá sấu. Dạ. Đế quái gì. Cái tiếp là cây số 71. 71 cao. Dạ, chiều cao là 60 quý vị. Rồi, xe xe luôn. Cái này chỉ cành đầy đủ quý vị. Rồi, hoành luôn ha. Dạ, 12 hoành quý vị. Rồi, xe xe. Cũng nở ha. Rồi, giá 400 ngàn quý vị. Rồi, xuống cây. Kế tiếp là cây số 72. Chiều cao là 65. Rồi, xe xe luôn. Cây này đến nơm sổ rất là đẹp quý vị. Đế quái luôn quý vị ơi. Đây, đế rất là đẹp luôn ha. Dạ 19 hoành quý vị. Đế quái luôn quý vị ơi. Dạ mã số 72 này giao lưu giá 1,2 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Kế tiếp là cây số 73. Chiều cao 30. Hoành thân là 13 quý vị. Rồi. Rồi mã số 73 này 250 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Kế tiếp là cây số 74. Chiều cao là 59. Rồi, hoành luôn. Này coi cũ chẳng. Dạ, 14 hoành quý vị. Nồi đế luôn quý vị. Dạ, giá 600 quý vị. Rồi, xuống cây.
Kế tiếp là cây số 75, cũng là cây cuối cùng của clip nha quý vị. 75 chiều cao là 60. Rồi, xe luôn. Rồi đế luôn quý vị. Rồi, hoành luôn. Dạ, 15 hoành quý vị. Rồi, cũng đế ha. Một nồi đế nha quý vị, 15 hoành và một nồi đế nha quý vị, nồi đế đặc luôn ha. Dạ, cái số 75 này em vô luôn giá 600 nha quý vị. 600 ngàn. Dạ. Rồi, cái này cũng là cây cuối clip ha. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi. Thì cuối clip thì dân muốn già lì muốn nói với quý vị không em? Dạ, em cảm ơn anh Tấn, em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video ha. Em chúc quý cô chú anh chị ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc thật nhiều hiệu quả. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ cho em. Dạ, em cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau. Rồi, xuống cây.